Mời cả nhà nghe bài hát Con Đậu Cổ Che Khô Chưa Dễ Mọc Chồi. Cái đấy con phải nghe nhiều đấy con nhé. Chưa dễ ấy mây trôi em mà mọc trôi là cây ơi là che khô. Chưa dễ ấy mây trôi em mà mọc trôi. Mẹ cũng có đêm này.
đồn ơi à đồn vui, cho con nhạn ấy bay về, con nhạn bay về. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bắt đầu vào nhìn kỹ là bắt đầu có chiều hướng phong máu là lớn rồi ngay đó, không được những cái nhịp điệu và nhịp độ nó hai là chữ hự mà gì mà nặng thế nhá. Tất cả mọi người nhớ có nhiều trường hợp là thứ tốt nhất là không nói là không ngân gì cả, xong đến chữ hự là làm cái kiểu trốn luyến à? Nhá, tình cho bảo luôn. Nhiều lắm. Do mình xử lý cái âm. Em chào thầy Thế Trung. Anh gì mà phải công tác đây? Nhá, cơ bản thế là tốt rồi. Tình huống này không? Nào, tôi bên này như thế nào? Xin chào cả nhà nha. Cả hai cái kia nào, ta to lên nhá. Chưa dễ. Nào, bây giờ em quay cho cả nhà xem nha. Các nghệ sĩ học ha. Đúng không? Nghệ sĩ ưu tú Quý Tráng, nguyên là giám đốc nhà hát, hôm nay về dạy các nghệ sĩ bài hát quan họ cổ Che Khô Chưa Dễ Mọc Chồi. Chưa dễ. Chưa dễ. Cây ơi à che khô, chưa dễ ấy mây trôi em mà mọc trôi. Mẹ già ơi à rằng là chưa dễ, ơi rằng là bài hát của chị Phương Bắc chị ngoặc có cái nhau. Đây cái bản của em cũng có kém gì đâu, nếu mà không đánh dấu như này thì hát sẽ không nhớ được là những chỗ luyến lấy. Trong này thấy thấy chàng chưa? Đây là nghệ sĩ Phương Bắc, là nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy. Sao chẳng nhưng mà em chẳng.
đấy. Đúng rồi. Cơ mà các cụ hát thế nào mà lại cuốn nhanh thế? Cái câu dạo đầu xong thì bắt đầu đến sang vào nhịp sau là bắt đầu lên. Cái bài này là hát cũng cẩn thận là cuốn thế. Thế là bản lĩnh ở trong đầu mình mới là quan trọng. Các cụ chứng tỏ là mau hơn các cháu. Tuyệt vời quá. Ấy hừ hay ấy hừ thầy? Cái câu đầu có ấy hừ hay là ấy hừ? Ấy hừ rằng là ấy hừ gì ạ? Cái thống nhất thế cho nó dễ. Nó là âm thể. Bên Nam hát à? Quá nguồn. Bốn luôn này. Nào bây giờ mời cả nhà cùng nghe các liền anh. Mọi người đang nghe bài hát Che khô chưa dễ mọc trồi, là bài đối của bài Đôi ta như nước trong chum của làng Thị Cầu. Mời mọi người nghe các liền anh hát nha. Chưa dễ bỏ chị cái túi đi ra. Chủ đề nhớ thằng Tráng. Vẫn chưa đúng, vẫn có sửng sợ. Cũng có lãng mạn là đại chúng.
đồn cho ở đâu đấy. Chưa dễ cũng đúng rồi, cả cái chỗ xứ cũng chưa được này, cả chỗ như mất nữa. Cao thế, cao thế thầy. Hát xong cái là các nghệ sĩ lại làm nhân viên bưu điện ngay kiểm tra. Anh cầm mấy điện thoại đây, nghệ sĩ Phương Tình. Tráng nó bảo là chào cô Thòe. Nghệ sĩ Minh Thùy. Cảm ơn cả nhà đã nghe lại được tin.